Hello 500 anh em nha, thì mình là Lộc Cá Chép đây anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình có một cái trò chơi này để tặng kim cương cho anh em nè. Thì đó anh em nha, bộ phim này mình làm tốn bao nhiêu vé tờ phòng. Ai mà trả lời đúng mình sẽ tặng cho hai bạn trả lời đúng nhanh nhất, mỗi bạn 500 kim cương nha anh em. Và đặc biệt là ai mà trả lời đúng phải đăng ký kênh và like clip này cho mình mới tặng nha anh em. Còn ai mà không like và đăng ký kênh là mình không có tặng đâu nha. Ngoài ra một bạn comment nhanh nhất tại kênh của mình sẽ được tặng 90 kim cương nha anh em. Đó anh em nhanh tay nha. Còn bây giờ đến với clip thôi anh em ơi, anh em nhớ ấn like và đăng ký kênh nha. Mày đã nghĩ kỹ chưa? Dạ em suy nghĩ kỹ rồi anh. Vậy là mày muốn gửi bằng cá chép và xin một chỗ nhỏ nhỏ để mở quán đúng không? Đúng rồi anh, em định xin anh một chỗ nhỏ ngay trung tâm chợ mới. Em mở một quán cơm nhỏ nhỏ, còn người em sinh sống. Ok, cái này thì chuyện nhỏ mà. Mà đây là người yêu của mày đó hả? Dạ người yêu em anh. Chào anh Lộc đi em. Dạ em chào anh Lộc. Lễ phép dữ ha. Thôi được rồi, nếu mày đã quyết định như vậy thì để anh về tìm một chỗ cho mày. Nếu sau này có khó khăn gì thì cứ đến tìm anh. Thôi anh đi đây. Đi anh em. Má, thằng Khang đâu? Đáng yêu là cho tao. Cô kia, cô là người yêu của tôi đó nha. Ơ, không phải, không phải đâu. Này là sao đây Khang? Thằng này nó bị ngáo. Tối ngã nói Hương là người yêu của nó. Rồi nó bắt Hương và đánh Hương. Chứ Hương là người yêu của em mà. Dạ, đúng rồi anh. Thằng khùng nó cứ nói em là người yêu của nó á. Nãy nó là em của anh cả. Chứ không thôi em giết nó rồi. Thôi được rồi, mày với người yêu mày đi đi. Chỗ này để anh giải quyết cho. Ok anh, em đi trước nha. Đúng là lũ trẻ mà, mệt mỏi thiệt. Suốt ngày cứ yêu với đương. Thì nghề của tao đi rồi, bắt nó lại. Hu hu. Tao về tao mét anh tao nè. Mày là Lộc Cá Chép chứ gì. Tới số mày rồi con. Đi tụi bay. Thôi, về anh em. Có vụ gì ở khu của tụi mình đây? Đại ca, có băng nào đó đến phá địa bàn của mình và làm vài anh em bị thương. Má, thằng nào mắc dại vậy? Đưa kiếm đây. Dạ, kiếm đây đại ca. Ê, tụi kia. Ủa, anh cả. Là mày, Lộc Cá Chép. Sao anh lại phá địa bàn của tôi? Lộc Cá Chép, tại sao mày ăn hiếp nghe em tao? Mày đừng có nghĩ nó khù khờ mà mày muốn làm gì nó thì làm. Ê, anh nói vậy là bậy đó anh cả. Tôi chưa làm gì thằng em của anh luôn đấy. Tụi tôi biết nó khù khờ nên tụi tôi chả có làm gì đến nó. Vậy sao nó về nó nói với tao? Mày và đàn em của mày ăn hiếp nó. Nó giành giật nhỏ kia với thằng em tôi. Mà nhỏ kia nó không chịu theo thằng em anh. Chắc xong nó tức, nó dễ nói ông tôi ăn hiếp nó chứ gì. Ủa vậy hả? Vậy cho tao xin lỗi. Mày cũng biết rồi đó, nhà tao chỉ có hai anh em mà. Mày em tao nó còn bị như vậy nữa. Nên tao mới thương nó lắm. Ai đụng nó là tao chịu không nổi. Tôi hiểu mà. Mà nữa làm ơn có chuyện gì anh tìm hiểu kỹ giùm tôi một cái. Chứ chưa gì mà anh đã tin nó rồi có ngày có chuyện lớn đấy. Rồi rồi, cho tao xin lỗi nha. Bữa nào qua khu tao, tao mời. Ok. Vậy thôi, tao về đây. Sao, chỗ này mày thấy sao? Giờ chỉ còn chỗ này thôi nè. Chỗ này cũng được anh. Mà anh Lộc, tụi em ở đây có cần đóng tiền bảo kê không? Ngáo đá. Khu của tao mà ai thu tiền mày? Đứa nào thu tiền bất kê quán này của mày? Kêu nó gặp anh. À ok anh. Vậy thôi, mày và người yêu mày ở đây đi nha. Anh về có việc. Ok anh. Thôi không cần phải nói. Mẹ anh ơi, bây giờ em đi mua ít đồ để tối hai đứa mình ngồi ăn nha. Ok, đi cẩn thận nha. Rồi rồi, em biết rồi. Ủa sao giờ Hương chưa về nữa ta? Ủa em về rồi hả? Ủa đi mua đồ đâu? Ủa mình mấy em bị sao vậy? Tại là thằng chó nghi mát lạnh đúng không? Để anh đi tính sổ nữa. Thôi bỏ đi anh. Anh đụng nó mét anh của nó nữa. Mệt lắm. Mẹ nó, anh phải giết nó. Nó quá mất dạy rồi. Thôi anh. Em cứ kệ anh. À, sao mày ngu vậy Nghĩa Mắc? Đúng là mắc thiệt mà. Sao mày không giết nó luôn đi, mình còn đánh nó làm gì?
Ngang với ba, đánh thôi, giết người tụi đó. Nó không yêu tao là tao đánh nó hoài vậy đó. Má, công nhận mày rảnh thiệt. Mày có thằng anh mày chống lưng thôi, chứ mày không có thằng anh mày. Thằng đó giết mày từ lâu rồi. Giết tao là dễ hay gì? Ai biết được. Má, thằng chó, mày nghĩ tao sợ anh mày hả? Này tao giết mày mày thằng chó. Sao nó ở đây vậy? Mà sợ gì nó? Mày giết nó luôn đi nghĩa mắc. Nghe mà ba, thằng Lộc đã chết giết tao rồi sao? Mày có anh mà sợ gì? Thôi đi ba. Má, nó nhát, để tao ra tay cho. Cái gì vậy? Thằng khùng này. Bộ mày mới thấy lần đầu hả hay gì? Mày không có nói với ai là tụi mình giết nó nha. Mày mà cho nó biết là tao kể hết sự thật của mày đấy. Về lẹ ba ơi. Anh Khang. Cô có biết ai là người ra tay với nó không? Không, em không biết. Tối đó anh nói anh muốn tìm thằng ghé má tính sổ, mà anh đi lâu quá em không biết về, nên em đi tìm ảnh mà em thấy anh nằm ở ngoài đường. Má, ghé má. Xin một lần được khóc quanh đê ơi. Mãi cắt sổ, cắt sổ, cắt sổ. Anh cả. Cái gì vậy Lộc cái chép? Hôm bữa anh đến tìm tôi, hôm nay tôi đến tìm anh đây. Hôm bữa chuyện không liên quan đến mạng người, nhưng hôm nay là chuyện liên quan đến mạng người. Em của anh đâu, kêu nó ra đây gặp tôi. Chuyện gì mà kêu nó? Thằng em anh nó giết thằng Khang Dubai. Thông báo tất cả các loại vòng quay trong shop phanlocphim.com hiện tại đang giảm giá, chỉ còn có 5k một lượt quay. Sự kiện này diễn ra trong shop của mình chỉ còn có một tuần nữa thôi, cho nên anh em hãy nhanh tay lên nha. Ai mà chưa thử vận may thì hãy vào đây thử vận may lẹ nha anh em. Chỉ với 5k một lượt quay mà anh em có thể nhận về 20k kim cương tại shop của mình nha. Ai mà chưa thử vận may thì hãy ghé ngay vào shop phanlocphim.com của mình để thử đi nha anh em. Vòng quay hạt và vòng quay kim cương chỉ với giá 5k. Đường lên shop của mình sẽ để dưới phần mô tả là phần comment nha anh em. Mày là sao đây hả Nghi Mắt? Không có đâu, không phải em làm đâu anh hai. Vậy là ai? Dạ, cái thằng Vũ đề bàn đó anh hai. Nữa hả? Anh nói mày sao, không có được chơi với thằng đó. Thằng đó là thằng xấu, mày không nghe là anh hả? Thôi đi, rồi cái hàng nó đang ở đâu mày chỉ tôi coi nghe mát. Sao tôi biết? Sao mày? Mày chơi với nó mà mày không biết. Vậy là mày với nó đồng lõi với nhau giết một Khang Dubai đúng không? Má. Ê bậy à, tôi không có biết gì hết đó nha. Thôi được rồi, mày không chỉ chỗ, tao tự đi tìm. Đi anh em. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắn bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa. Tao có chứ có sao mày chống tao bằng tao đóng với nhau. Tao không mày đụng cho được tới tao. Mày nữa, toàn đi gây sự không vậy Nghi Mát? Em có đâu. Đi vô nhà. Biết rồi, anh hai đi vô chứ đi. Mình phải chạy đi báo cho thằng Vũ để bạn biết mới được. Ủa rồi cái thằng này kêu nó vô nhà rồi nó đi đâu nữa rồi trời. Anh em đi tìm coi. Thằng ấy mát nó đi đâu nữa rồi? Có một thằng em một à, mà muốn khùng với nó luôn vậy? Chuyện gì nữa đây? Chết rồi mày ơi. Vụ gì? Tao lỡ khai ra mày rồi. Vụ mày xử thằng Khang đó, cả thằng Lộc cá chép qua quậy anh tao. Tao sợ quá, tao lỡ nói mày làm luôn rồi. Má, mày bảo vừa thôi. Ai kêu, mày giết nó chi? Mày hôm bữa nó thấy tao giao hàng cấm bên khu anh mày. Tao sợ nữa nó nói anh mày biết, nên sẵn tiện hôm qua tao xử nó luôn. Ê, mày là mày lợi dụng tao để qua khu anh tao bán hàng cấm hả mày? Thì có sao đâu. Má, tao không ngờ mày lợi dụng tao vậy luôn á Vũ đệ bậy. Tao phải về nói anh tao mới được. Ê, bậy rồi, mày nói anh mày là anh mày xử tao đấy. Thôi vậy nữa tao không làm cái đó nữa. Mà tao phải nói cho anh tao biết. Mày cứng đầu quá vậy nghĩa mắc. Ủa? Tiếng súng đâu đây vậy? Ủa? Ai nổ súng vậy? Ai nổ súng vậy? Vào trong xem thử coi anh em, lẹ lên. Xin lỗi mày, tại do mày cứng đầu thôi nghĩa mắc. Nghĩa mát? Mày bị sao vậy nghĩa mát? Lộc cá chép, mày làm gì vậy? Sao mày bắn em tao? Không hả? Bình tĩnh là đi anh cả. Không phải đâu anh này, mà là Vũ đề bàn. Nghĩa mát.
chó của đây bạn. Tao giết mày. Anh bình tĩnh lại đi. Tôi hiểu cảm giác này của anh mà. Tôi với anh phải giết thằng chó đó. Nó phải trả giá. Anh em, chia ra tìm thằng chó đó về đây. Tụi mày muốn giết tao là dễ hả? Tao sẽ qua Thái để hỗ thuật thẩm mỹ lại một người khác. Mày nghĩ mày trốn khỏi được tay thằng Lộc cá chép này hả thằng nhóc? Đợi đi thằng nhóc. Nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi, để nhiều đêm suy nghĩ giữ bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi. Mày định trốn đi đâu hả Vũ đại bàng? Tưởng tao không biết hả? Hôm nay mày phải trả giá cho mọi chuyện mày đã gây ra. Tao làm cái gì mà tao phải trả giá? Mày làm cái gì thì tự mày biết. Mày đợi đi con, tao gọi anh có nghĩa mát qua đây rồi xử mày một lượt. Tao làm sao mà tính sổ tao? Mày giết thằng Khang Dubai và thằng nghĩa mát. Bằng chứng đâu? Không cần bằng chứng. Tụi tao thích thì tụi tao xử mày. Tao đã nói là không có giết. Giữ nó lại. Hello anh cả à, tôi bắt được thằng Vũ đại bàng rồi đây. Anh qua đây lẹ đi, tôi gửi vị trí qua cho anh rồi đó. Anh Lộc. Ủa sao cô biết tôi ở đây vậy? Đâu có, em vô tình đi ngang thôi. Cái thấy anh nên là vô hỏi thăm anh nè. Cô đi đâu ở đây đây? Dạ, từ lúc anh Khang mất, em suy nghĩ về nhiều thứ lắm. Với lại em cũng quyết định rồi là em sẽ qua Thái một thời gian để cho lòng em thanh thản ha. Ủa, mà ai nhìn như thằng Vũ đại bàng vậy anh? Nó đó, sao cô biết nó là Vũ đại bàng? Trời, nó hay đi với thằng Nghĩa Mát mà. Sao em không biết nó được? Chính nó đó, chưa biết gì hả? Nó là người giết thằng Khang Dubai và thằng Nghĩa Mát đó. Hả? Cái gì? Thằng này với anh Khang á? Thằng chó! Mày trả anh Khang lại cho tao. Tao đã nói là không có giết. Nào tụi bay có bằng chứng đi, rồi hắn nói tao giết. Mày khỏi có nói nhiều, chuẩn bị chết đi con. Anh em canh đó nha, anh đi ra đây đợi anh cả. Tiếng này Vũ đại bàng. Đại ca có biên. Anh em gì vậy? Đại ca con nhỏ kia cứu Vũ đại bàng. Vũ đại bàng? Má con kia. À, chết tiệt. Ê mày làm vậy hơi ẩu rồi đấy. Nha mày ba mạng người đấy. Mày thua gì tao? Mày hai mạng đó. Cũng may là còn tao. Không là mày chết chắc rồi. Ờ rồi, coi như là tao nợ mày một mạng đi. Lũ ngu như tụi nó ba đời còn chưa giết được tao. Hóa ra con quỷ đó với thằng Vũ đại bàng là một phe. Trước giờ tao chưa đụng đến phụ nữ, nhưng hôm nay tao sẽ mày con nhỏ kia. Sẽ lột bỏ bộ đồ lọc cá chép này ra đi mày. Tao sẽ trả thù cho thằng Khang Dubai. Lộc cá chép, chuyện gì vậy? Má, tôi tức quá đi anh cả. Chuyện gì? Bà Vũ đại bàng đâu? Nó chạy thoát rồi. Sao nó chạy được? Con nhỏ người yêu của thằng Khang Dubai cứu nó chạy thoát. Má, chính tại tôi sẽ xử hai đứa đó. Xin anh luôn đó anh cả, anh đừng có nhúng tay vô chuyện này. Tôi bắt đầu cai cứu tụi nó rồi đó. Để một mình tôi xử hai đứa đó cho anh cả. Dù gì thằng em của tao cũng bị thằng đó và con nhỏ đó giết. Tao người im được. Tao cũng rất muốn xử lý tụi nó và bắt tụi nó phải trả giá. Bây giờ vậy đi, tao với mày xử được đứa nào thì xử. Ok vậy đi. Nhưng mà tao không xử con nhỏ đó đâu. Mày lo đi. Không xử được thì để tôi xử. Tôi lột bỏ cái áo lọc cái chép ra là anh hiểu rồi đó. Còn đứng đây chần chờ nữa anh em. Lên đường. Khi mày đã tin vào một chân lý thì phải đi và đi tới cùng. Giờ nắm đấm vào giữa bất công, tiếp tục chống mà chống tới lúc xua tan hết những đám mây đen bao phủ vẻ ngoài hào nhoáng. Này ông tập hợp hai đứa tôi lại làm gì vậy lão soi? Tôi nghe nói hai cậu đang có chuyện buồn đúng không? Đúng vậy. Tôi có nghe qua rồi. Em của hai cậu bị thằng Vũ đại bàng gì giết rồi đúng không? Ông đừng có nhắc tới tên thằng đó trước mặt của tôi. Mắt cong máu điên của tôi nó lại lên. Tôi biết mà. Nhưng mà hai cậu cũng đừng có buồn quá. Người thì cũng đã mất rồi, không có sống dậy được đâu. Làm quá nó ô về đấy. Ý ông là sao? Ý ông muốn kêu tôi tha cho Vũ đại bàng à? Không, ý tôi là
Làm gì thì làm, đừng có làm quá lên. Hai cậu còn phải tập trung vô dự án sắp tới nữa đấy. Ông cứ yên tâm đi, khi nào tôi xử được thằng Vũ đại bàng, lúc đó tôi sẽ cống hiến hết mình để Thiên Long này đi lên. Tôi chỉ muốn có ý kiến vậy thôi. À mà nay cậu ăn mặc kiểu gì vậy Lộc Cá Chép? Áo của cậu đâu? Tôi ăn mặc như vậy là để xử thằng Vũ đại bàng với con nhỏ kia, cho nó đừng có dơ áo đâu mà. Nhỏ nào nữa? Là một con nhỏ phản bội đó mà. Ông cứ yên tâm đi, sau vụ này hai tôi sẽ đẩy mạnh Thiên Long của chúng ta lên một tầm cao mới. Hai cậu đừng có quên, Thiên Long chúng ta có một mối thù với băng cọp đen. Tụi nó đang tác qua tác quái bán hàng trên địa bàn của tụi mình đó. Cái gì? Bọn nó dám bán ở địa bàn của tụi mình hả? Má nè. Lộc Cá Chép, tao thấy hai tụi mình nên xử thằng Vũ đại bàng sớm đi. Chuyện tụi cọp đen tao nhất định phải xử cho bằng được tụi nó. Tôi cũng vậy, chuyện năm xưa tụi nó qua địa bàn của mình giết biết bao nhiêu là anh em của tụi mình, tôi vẫn nhớ rõ trong đầu là tội thằng cọp đen nó làm. Tiếc là lúc đó ba tụi mình không làm được gì. Cuộc đời này vòng tứ xanh luân hồi, nào ai biết trước đâu ngày mai. Má, tụi cọp đen nó tàn sát anh em của mình kìa lão sói. Lão có chép. Rồi mày làm được gì tụi nó? Không lẽ ba tụi mình ở đây nhìn anh em lần lượt từng người một hy sinh hay sao? Thiên Long của tụi mình mới thành lập ra sau chơi lại băng của tụi nó. Bây giờ mày muốn xuống dưới rồi chết chung, hay mày muốn sau này quay lại trả thù sao? Bởi tình anh em ta sống mãi không hề đổi thay. Đời trong gai chia bát cơm với xiết hơi thuốc chung mỗi ngày. Tôi nghĩ ngày hôm nay Thiên Long của tụi mình dư sức để trả thù tụi nó rồi đó. Đúng. Thôi bây giờ tụi mình nên xử tụi thằng cọp đen trước đi anh cả. Còn thằng Vũ đại bàng và con nhỏ kia để sau cũng được. Tao cũng nghĩ như vậy. Mối thù này tao đã đợi từ lâu rồi. Vậy thì tối nay hành động. Thằng Lộc đi bắt tụi giao hàng của mình, tao với thằng Cả qua băng ổ của thằng cọp đen giết nó. Ok, vậy tôi về trước để chuẩn bị đồ chơi, tối nay lên đường. Ok, tôi cũng rút luôn này. Ok, rút đi. Khoan đã, chuyện nào ra chuyện đó. Mày đi điều tra coi thằng Vũ đại bàng với con nhỏ kia đang trốn ở đâu rồi báo cho anh biết. Tao nhất định phải trả hai mối thù này cho tất cả anh em đã hy sinh. Đã là anh em của thằng Lộc Cá Chép này thì không bao giờ phải bị chịu thiệt thòi. Đi. Của tụi bay đây, vận chuyển hàng xuống lè nè cái đi. Xíu tụi Thiên Long nó thấy bây giờ. Là hẹn gì vậy anh bạn? Ủa, tụi mày ngáo hả? Của tụi bay này, nay tao thấy tụi bay nào nằm nhẹ. Lạ là đúng rồi, tao là Lộc Cá Chép quản lý khu này. Ai cho mày vận chuyển mấy cái này vào khu của tao khi chưa được sự cho phép của tao? Sao lại là Lộc Cá Chép, còn thằng ấy đâu? Cái thằng hay cấu kết với mày đem hàng qua địa bàn của tao. Tao đã kêu đàn em tao xử thằng đó rồi. Còn bây giờ tới mày. Mày biết lực bên khu của tụi tao rồi đó. Khu của tụi tao rất ghét Mai Thí. Ai có ý đồ bán mấy cái đó ở khu của tụi tao là đồng nghĩa với chết. Mày hiểu không hả? Anh ơi, tha cho em đi anh. Em còn dài ruột quá. Em sẽ không nạp cái này nữa đâu. Quá muộn rồi. Mày là người của băng nào? Dạ, em là người của anh cọp đen. Anh kêu em làm gì thì em làm vậy à? Má, lại là cọp đen. Em mà không nạp theo là ảnh giết em. Thôi được rồi, tao thấy mày cũng tội, tao sẽ tha cho mày. Nhưng còn tụi đàn em của tao nó có tha cho mày hay không thì tao không biết. Đúng là chỗ này không vậy lão sói. Là trong đây là địa bàn của nó đấy. Tao đã cho người điều tra kỹ lắm rồi, mày yên tâm đi. Vậy để tôi gửi định vị qua cho thằng Lộc, lỡ có chuyện gì nó còn đến kịp. Rồi xong rồi. Vô anh em. Mấy thằng nhóc, đi đâu kéo băng qua khu tao đây? Tụi bây chán sống rồi hả? Chính là mày, cọp đen. Đúng, tao là cọp đen đây. Có chết tao cũng phải giết được mày. Tao có thù quán gì với tụi mày? Mày không nhớ chuyện năm xưa,
mày giết anh em trong Thiên Long của tụi tao. Mày quên rồi sao? Bangkok còn năm xưa đấy hả? Này tụi bay muốn trả thù tao, tụi bay có bị ngáo không? Tụi tao đến đây là để trả thù, và bọn tao sẽ chiếm luôn cái địa bàn của mày. Tụi mày mơ đó hả? Anh em, ra đây. Muốn giết tao thì tụi bay phải qua sát đàn em tao đã. Đù, má cũng đông à. Nhưng không sao, có chết thì cũng phải giết bằng được bọn mày. Anh em, lên, chơi nó cả. Lão sôi, có chân. Ê, nó đứng có một mình kìa. Tao với mày qua xử nó nè cả. Chơi nó. Lão sói có sao không? Tao không sao, còn lo được. Mẹ, thằng chó mày chơi dơ. Tụi mày ngu thì tụi mày chết. Muốn giết tao hả? Để tao giết hai tụi bay trước, được ngủ sớm rồi mơ nha. Như vậy mà cũng đòi xử tao, non. Xin lỗi hai người, tôi đến trễ nha. Hai người có bị làm sao không? Tao không sao, mà còn lão sói bị trúng đạn. Hay lắm Lộc Cá Chép, mày trả thù được cho anh em rồi đó. Tụi bay lo việc ở đây nha, tao đi trước đây, chịu hết nổi rồi. Ok, ông cứ để bọn tôi, cuối cùng cũng trả được mối thù năm xưa cho anh em. Cùng sát vai sống chết bên nhau vượt môi trường ngày. Giờ nhìn lại con nai. Ê, lão sói kêu qua đây làm gì trời? Ông khỏe chưa mà kêu bọn tôi đến đây vậy lão sói? Yên tâm, mấy viên đạn nó nhầm nhò gì đâu. Đù ghê vậy. Thằng cả đến chưa? Sao tao không thấy nó đâu vậy? Đây đây, xin lỗi anh em. Trời ơi, xe bị bánh rồi đến hơi trễ. Mà ông kêu hai tôi qua đây chi vậy? Thì cũng lâu rồi ba tụi mình chưa ngồi lại với nhau. Hôm nay tôi mời hai cậu và đàn em đến đây là quậy một bữa, sẵn ăn mừng chiến tích hôm trước đã xử lý được thằng cục đen. Đồ vậy chắc nay vui lắm à. Mà khoan, có mời mấy em về không lỡ sói? Cái thằng cả, mày nghĩ tao ham gái lắm hả? Tất nhiên là có rồi chứ mày. Đưa đưa, vậy sao tôi từ chối được? Mấy em đâu? Kêu qua đây coi. Mày khùng quá, chứ đây là nơi làm việc. Muốn gì lên lầu á, tao cho mày từ A tới Z luôn. Đu đu, vậy thôi tôi lên trước đây. Rồi sao nãy giờ im ru về Lộc Cá Chép? Chứ hai người nói chuyện gái gú gì không, tôi có biết gì đâu, tôi còn nhỏ lắm. Đi nè anh em. Đứng đây làm gì nữa, lên quẩy cùng anh em nè. À, ok. Đi. Đại ca, đại ca. Ủa, gì vậy, sao mày ở đây? Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mặt à. Sao gọi mày có manh mối gì chưa mày ở đây đây? Trời ơi, đại ca nhờ em là quá đúng đắn. Em đã tìm được chỗ ở của hai đứa nó. Thậm chí em còn phát hiện ở nhiều bí mật hơn thế nữa. Là điều gì? Cái gì? Khang Dubai còn sống? Nhiệm vụ của mày dành yêu tao là xong rồi đó. À, nó sẽ mất mạng đó thằng chó. Mày nhắm làm sao coi được thì làm. Mày biết tại sao tao phải ra chết không? Giờ mày biết tại sao tao phải muốn mày giết thằng Nghĩa Má không? Nói mẹ lý do đi, hỏi hoài. Cái gì cũng có mục đích của nó. Thằng Lộc Cá Chép nó rất quý tao, và nó sẽ suốt ngày đi tìm mày để trả thù cho tao. Còn thằng cả đi tìm mày để trả thù cho thằng Nghĩa Mát. Và khu của tụi nó sẽ không có ai quản lý, và tao sẽ cho người đem bọc mình về đó bán thoải mái mà không ai biết. Đồ vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Má thật là điên rồ. Là thằng Khang Dubai sao? Tao nhớ nó chết rồi mà. Má nó mời thật vậy. Để về báo với anh Lộc mới được. Còn tao với nhiều mày giờ sao đây? Chắc hai đứa bé đây đã đi, không ai biết tụi mình ở đây đâu. Tụi mày hãy cố gắng chờ đợi tao bán một bì. Có tiền tao sẽ tiễn hàng ngàn anh em qua bằng mình. Sau đó qua chiếm với Thiên Long của tụi thằng Lộc và lão sói. Sao nó lại làm như vậy? Tao không tin, tao phải đi điều tra xem thử coi phải sự thật như vậy không. Nếu như mày nói láo anh thì sao? Sự thật đó đại ca, 100%. Nếu không phải đại ca, chặt đầu em cũng được nữa. Thôi được rồi, mày không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó, nghe chưa? Để tao xác minh lại. Chuyện này chỉ có hai đứa mình biết, nếu có kẻ thứ ba biết là ngày này năm sau là ngày giỗ của mày, biết chưa? Thôi đi làm việc của mày đi. Dạ dạ, ok đại ca. Má, không lẽ đây là sự thật? Tại sao Khang Dubai lại như vậy? Nếu mày phản anh thì anh sẵn sàng ra tay với mày. Khang Dubai. Đây là chỗ mà Khang Dubai ở và Hàng Vũ đại bàng đúng không? Đúng rồi anh, là ở đây á. Nếu anh không tin có thể chờ tới tối kiểu gì cũng gặp nó à. Kìa kìa nó kìa. Núp vô, núp vô.
đúng là nó thiệt rồi. Ê, mày ngoài đây canh nha, để anh lấy nhà tụi nó xem trong đó có gì. Ok, nhanh nha anh, không để tụi nó về là chết cả đám á. Phòng này không có gì hết mà tại sao lại có một băng đạn ở đây vậy? Không lẽ bọn này nó chơi tới súng rồi sao? Ở đây không có gì, để mình lên lầu xem thử xem. Vãi trưởng, bọn này nó chơi tới cả súng rồi sao? Đúng là bọn này nó xem thường pháp lực mà. Không biết trong đây còn có những gì nữa. Á đù, đây là nơi bọn nó tàn trữ ma khí sao? Vãi trưởng thì phải về báo với anh cả liền mới được. Thằng Khang này nó quá đáng lắm rồi. Má, đúng là không thể xem thường bọn này được mà. Thôi, phải ra khỏi chỗ này lẹ mới được. Mày định đi đâu hả thằng nhóc? Mày khen Dubai. Mà sao lại là giọng của Vũ Đại Bàng? Tao là Vũ Đại Bàng đây. Tao chỉ giả bộ mặc đồ của thằng Khang Dubai thôi. Chứ thực ra thằng Khang Dubai bị tao từ lâu rồi. Mày sao mà lại làm vậy? Còn cái vụ thằng đàn em mày, nó nói Khang Dubai còn sống, thật ra nó chỉ xạo mày thôi. Đúng vậy, mày đã bị lừa rồi Lộc à. Tại sao mày làm vậy, mày muốn gì? Bởi vì tao cần tiền, ok. Có tiền thì mày sẽ có tất cả thôi. Tiền của mày đây, cút chỗ khác. Ý mà khoan, mày đã phản thằng Lộc rồi thì trước sau gì mày cũng phản tao thôi. Đâu đó, không có đâu anh bạn ơi. Đừng nói nhiều. Mày tao mày cũng không yên đâu nhóc. Mày nghĩ tao mày dễ dàng vậy sao? Khi nào tao bắt được thêm thằng cả với lão sói và lấy luôn cả cái thiên long thì lúc đó tao sẽ ba đứa bay một lượt. Mày lấy cái thiên long để làm gì? Mày nghĩ mày đủ sức để lấy cái thiên long à? Mày cứ chờ xem tao lấy được hay không. À quên nữa, anh em canh giữ thằng Lộc cá chép kỹ vào. Đứa nào để nó trốn thì đừng có trách tao ác. Tao đi giao mai thúy cho khách, nhốt nó. Thằng chó, tao mà còn sống thoát được khỏi đây thì mày chỉ có chết. Thằng chó. Lộc cá chép. Anh Lộc cá chép đi đâu 2-3 ngày nay rồi chưa về anh ơi? Nó đi đâu? Em không biết anh ơi, ảnh đi đâu mà ảnh không còn nói. Thường ảnh đi đâu xa là ảnh báo trước cho bọn em. Mà chuyến này đi ảnh không còn nói. Ừ vậy hả? Chị nào nó về báo cho anh hay. Ê, kia đâu mày? Thì đại ca kêu tao đem cơm vào cho anh Lộc cá chép nè. Ừ, vô đi mày. Anh Lộc. Tụi mày muốn gì? Nói mẹ đi. Dạ đâu có anh Lộc ơi, em nè. Anh nghe giọng mà không nhớ em hả? Mày là thằng nào? Là cái thằng năm xưa được anh cứu nè. Ê, Khang Dubai mày làm gì mà quýnh nó dữ vậy mày? Anh Lộc, thằng này nó nghe lời người ta, đem bọc mì qua khu mình bán nè, để em xử nó. Ê, thằng kia mày đem hàng qua khu anh là phạm luật nặng bên anh rồi đó em trai. Anh ơi, em không biết gì hết á, tại nhà em nghèo quá, không có tiền chữa trị bệnh cho đứa em, nên em buộc phải làm vậy. Thằng kia, mày đứng dậy cho tao. Anh hai em bằng này đi anh. Mày cũng tái phạm nữa thôi. Tao kêu mày đứng dậy thì mày đứng đi. Đứng dậy mày. Đây, số tiền này mày về mà lo cho em mày đi. Đừng có làm mấy cái này nữa. Tao mà thấy mày lần nữa đừng có trách tao. Dạ, em cảm ơn Lộc cá chép nhiều. Không cần cảm ơn, về lo cho em mày lẹ đi. Nhưng mà anh Lộc, em muốn theo anh. Xin lỗi, bằng tao đã đủ nhân lực. Vậy sau này mà có cơ hội em sẽ trả ơn cho anh. Tôi cũng hoang vu cõi lòng. Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc, và đôi lúc vấp những thương đau cùng... Thì ra mày là cái thằng năm xưa đó à. Đúng là tính nợ tật nấy, mày lại theo nó để giao mai thí nữa à. Biết vậy năm xưa tao cho Khang Dubai giết mày mẹ cho rồi. Anh bình tĩnh đi, thật ra em vào đây chỉ làm nhiệm vụ của em thôi. Đây, khẩu súng này anh cầm lấy đi. Việc còn lại anh tự lo liệu nha. Em chỉ giúp anh được đến đây thôi. Còn mày đưa cơm xong mày ngủ ở chổng luôn hả? Rồi, ra liền mấy cha. Thôi, em đi trước đây. Anh giữ gìn sức khỏe nha, anh Lộc cá chép. Đừng có nói với mình, thằng này là công an chìm như trời. Thôi mà kệ đi, trước tiên mình phải rời khỏi cái chỗ này mới được. Ê, thằng Lộc cá chép bỏ trốn rồi. Tụi bay chia ra đuổi theo nó cho tao. Má ơi, tụi nó ở dưới đông vậy.
cuối cùng cũng trốn thoát khỏi tay bọn này rồi. Má, đã tới lúc mình trả thù. Đại ca về, sao nhìn đại ca thê thảm vậy đại ca? Đưa anh vô trong lẹ mấy đứa ơi. Đưa đại ca vô trong này anh em. Alo, cái gì? Tao đang chuẩn bị giao hàng cho khách, tụi mày điện hoài vậy? Cái gì? Mày, có nhiều cũng làm không xong được. Với địa điểm qua địa bàn hai lẹ đi. Chuyển hết đồ đi luôn cho tao. Mẹ nó, có nhiều làm cũng không xong. Bác sĩ, sao rồi bác sĩ? Đại ca tôi bị gì vậy? Anh ta đi đâu mà bị trúng đạn như vậy? Tôi mới lấy được 2 viên đạn trong người anh ta ra đấy. Ủa, sao tôi lúc này nói chuyện với anh mà không thấy vết thương nào ta? Cậu ta bị trúng đạn sau lưng, vết thương cũng nhẹ thôi. Chắc vài hôm nữa sẽ bình phục đó mà. À, má nè. Nằm nghỉ đi đại ca, bên nào có chuyện gì từ từ nói. Mày qua kêu anh cả qua đây giùm anh lẹ đi. Rồi, ok anh. Mày đi đâu mà để bị thương đến như vậy vậy? Anh cả, tôi mới phát hiện một tin động trời. Tin gì? Là thằng Vũ đại bàng nó có một băng đảng riêng tầm mấy chục đứa. Trời ơi, có mấy chục đứa sợ gì nó. Nhưng có điều là băng của tụi nó toàn sử dụng súng. Và băng của tụi nó rất là manh động. Mày cứ nói với tao là vết thương này của mày là do tụi nó làm nha. Đúng vậy, chính là bọn nó bắt tôi hôm trước. Mai là tôi trốn thoát được khỏi tay tụi nó. Hôm bữa nó bắt được tôi, nó còn nói một điều. Nó nói sẽ giết tôi, anh và lão sói để chiếm cái thiên long này. Má, thằng nó dám. Mày biết chỗ của tụi nó rồi đúng không? Đúng, nhưng tụi nó ai cũng có súng. Nó xài thì tụi mình cũng phải xài. Có súng của mày đâu là có chép. Tối nay tao kéo anh em qua chơi khô máu với con chó đó. Ok, dạy tôi đi cùng anh. Khung, mấy nha. Mày chỉ tao chỗ tụi nó ở là được rồi. Để tụi tao qua bắt sống nó về đây. Vậy anh nhớ cẩn thận đó. Tụi nó manh động lắm đấy. Kêu anh em băng mình cẩn thận. Rồi, ok. Súng tôi để trên nhà, anh thích cây nào thì cứ lấy cây đó. Đây đúng rồi, chính là chỗ này anh em. Lên chơi khô máu tụi nó. Ủa, đùa à? Có ai đâu? Lộc có chết nó bị khùng hay sao vậy? Má nó giỡn mặt. Lộc có chép. Giỡn với tao hay Lộc có chép? Gì vậy ba? Mày chê chỗ anh em tao qua có thấy ai đâu? Mày lừa tao đó hả? Tôi nói thật mà, lừa anh làm gì? Má gì mà mày còn cãi? Mày hỏi anh em ở đây coi. Tụi tao ở đó không có cái gì ngoài cái nhà không. Ủa là mày... Thằng nào đây? Thằng này vừa cứu mạng tôi hôm bữa đấy. Chào anh Lộc. Anh đừng đi kiếm Vũ đại bàng nữa, vô ích thôi. Hiện tại Vũ đại bàng đã di chuyển đến chỗ khác, nên mấy người kiếm không được là đúng rồi. Nhưng mà em khuyên anh không nên cho người đi kiếm nó để làm gì nữa. Nếu anh không muốn phức tạp sau này. Hiện tại Vũ đại bàng là một tên tội phạm máu lạnh, và cũng là một ông trùm đường dây. Chuyện này công an đã vào cuộc, cho nên anh không cần dính dáng đến đâu. Đừng vì thù hận cá nhân mà nó dẫn đến anh ngồi tù đây. Mày là công an à? Tôi là ai các anh không cần biết. Cho dù có bị bắt tôi cũng phải xử thằng đó cho bằng được. Tao sẽ đi tìm thằng Vũ để bàn để bắt nó trước khi công an bắt được nó. Chính nó là người ra tay với Khang Dubai và giả bộ làm Khang Dubai để cho tao ghét thằng Khang Dubai. Phải xử nó cho bằng được. Mối thù này tao sẽ không bao giờ quên. Tùy anh, tôi chỉ nói thế thôi. Chào anh, em đi đây. Chào các đồng chí, tôi đã nắm giữ đủ các bằng chứng phạm tội của Vũ đại bàng trong tay và cũng điều tra được người dẫn đầu đường dây Mai Thí cũng chính là hắn.
và tôi đã được lệnh của cấp trên cử xuống. Trong hôm nay chúng ta phải đột nhập vào hang ổ của bọn chúng để bắt bọn chúng về chịu tội. Theo như tôi biết, hết ngày hôm nay thì hắn cùng đàn em hắn sẽ bỏ trốn sang Campuchia để ẩn náu một thời gian. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải bằng mọi giá bắt được Vũ để bàn về đây. Anh Lộc. Chuyện gì? Em đã điều tra ra được danh tính của thằng đại ca cứu năm xưa rồi. Thật ra nó là mật danh đó anh. Thật vậy sao? Năm xưa vì muốn gia nhập vào băng đảng của Vũ Đại Bản nên nó phải đi ra và bị băng tụi mình bắt. Cũng may là có anh lúc đó giúp nó. Cho tiền nó giả bộ lấy tiền đó đưa về cho Vũ Băng Bản và nói số tiền đó là nó buôn được. Nên Vũ Đại Bản thấy nó có tài năng nên nhận nó vào băng. Thì thật ra nó là công an đang được cử đi phá án đó anh. Trong hôm nay thằng đó sẽ cử lực lượng để bắt Vũ Đại Bản. Không được, nếu như vậy thì tao đâu có trả thù được cho thằng Khang Dubai. Tao phải giết thằng đó thì thằng Khang Dubai ở trên kia nó mới vui vẻ được chứ. Vậy giờ sao anh? Trước tiên thì tao cứu nó cái đã. Alo. Alo, mày là Vũ Đại Bản? Đúng vậy, là tao đây, mày là ai vậy? Tao là ai mày không cần biết. Nhưng tao muốn giúp mày. Giúp cái con mẹ gì? Trong ngày hôm nay công an sẽ đến bắt mày và đàn em của mày. Mày lừa ai vậy nhóc? Mày là thằng nào vậy? Mày không tin thì tùy mày. Mày đang là một tên tội phạm đó nhóc. Nếu mà công an có đến bắt mày thì mày hãy chạy một mình ra cảng lớn trốn ở đó. Tao sẽ giúp mày bỏ trốn đến một nơi xa. Địa bàn tao đang ở, đố đứa nào con nào biết được. Các đồng chí vô vị trí. Chết rồi đại ca ơi. Công an bao vây tụi mình ở ngoài rồi đại ca ơi. Giờ sao đại ca? À chết tiệt, không lẽ thằng kia nói đúng. Rồi còn đóng hàng thì sao đại ca? Sao chăng gì nữa, đến nước này bỏ mẹ đi. Má không biết chó nào chỉ địa điểm cho công an nữa. Ê tất cả anh em, bây giờ tụi mình bỏ trốn ra cửa sau đi. Ai trốn được thì trốn. Ok vậy nha đại ca. Ê, hình như Vũ Đại Bàng đã trốn thoát, các đồng chí đuổi theo. Má sao xui vậy trời, hết hôm nay là mình qua được Campuchia rồi. Chưa gì bọn công an đã ập đến. Chắc chắn là có đưa báo. Đúng vậy, là thằng đàn em của mày báo đó con. Lộc cái chép sao mày ở đây? Không ở đây thì ở đâu, tao vừa cứu mày một mạng đó con. Vậy cái thằng gọi tao là mày đó hả? Đúng chuẩn luôn bạn. Mày đâu nghĩ là có ngày hôm nay đâu đúng không? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi con à. Mày thằng nghĩa mát và khen Dubai chắc sướng tay lắm ha. Để coi ngày hôm nay cái tay nào của mày đã ra tay với hai đứa đó thì ta sẽ chặt bỏ cái tay đó của mày. Ê, có gì từ từ nói Lục Cá Chép. Tao biết lỗi của tao rồi. Lỗi? Mày mà cũng biết lỗi nữa hả? Mà nó đụng ai mày cũng được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ngược lại, mày sẽ là thằng bị giết. Anh em lên đạn. Thì tao giết thằng Khang Dubai á là do nó thấy tao buôn mai thủy nên... Im cái miệng mày lại. Khoan đã, dừng tay là Lục Cá Chép. Không nên giết nó chi cho dơ tay. Tao nghĩ kỹ rồi, lỗi này để cho pháp luật giải nó. Đúng rồi đó Lục Cá Chép. Im. Mày nghe tao đi, trả nó lại cho công an đi. Mình là giang hồ lương thiện mày hiểu không? Đối với mấy loại này không tới lượt mình. Tôi thấy cũng đúng, giết thằng này mất công giơ tay anh em lắm. Thôi anh em bắt lợi giao cho công an đi. Đúng, phải như vậy chứ. Vậy mới đúng là Lộc Cá Chép tao đã từng biết chứ. Làm như tôi muốn giết nó lắm vậy. Tại tôi muốn trả thù cho những người anh em của tôi thôi. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì. Hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh.